Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đấu đá quyền lực giữa các lãnh đạo cấp cao để triệt hạ lẫn nhau chứ không vì lợi ích quốc gia. Sự kiện công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam hai cựu tổng biên tập báo Thanh niên, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông vì các sai phạm liên quan đến khu đất 151, 155 bến Vân Đồn, quận 4 là một sự kiện chấn động đến mức nó có thể dập tắt tin tức về sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Nguyễn Công Khế được đánh giá là nhân vật vua biết mặt, chúa biết tên, là một nhân vật đình đám trong làng truyền thông báo chí Việt Nam. Ông Khế có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quyền lực của đảng và nhà nước Việt Nam từ đầu những năm 2000 cho đến nay. Và đây là hình cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Khế. Đám tang của cụ Lê Thị Liễu, mẹ của Nguyễn Công Khế, được đánh giá ngay cả đến đương kim nguyên thủ một cường quốc trên thế giới mà cha mẹ mất cũng không được như vậy. Theo giới thạo tin, việc bắt Nguyễn Công Khế với lý do sai phạm liên quan đến khu đất 151-155 Bến Vân Độn chỉ là cái cớ có những đồng đoán cho rằng có thế lực chính trị muốn bắt ông Khế để khai thác thông tin và tìm cách khống chế quyền lực của phe miền Nam. Thông qua Khế, họ có thể moi ra những thông tin có giá trị và từ đó khống chế các chính trị gia phía Nam. Bởi Khế là một mắt xích trung tâm quan trọng của phe quyền lực ở đây. Khế có mối quan hệ với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết hay giới lãnh đạo ở Sài Gòn cũng như các tỉnh phía Nam. Nhưng điều này từ trước đến nay cũng chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, mới đây, báo Tiếng Dân Online có lọt bài viết của tác giả Thu Hà với tiêu đề Nguyễn Công Khế và hai lần thoát chết. Bài viết đã cho thấy việc bắt Nguyễn Công Khế liên quan đến một kế hoạch báo thù của đàn em cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết của nhà báo Thu Hà đã cho người ta thấy cơ quan an ninh của Bộ Công an đã bền bỉ trong suốt hơn 15 năm với hai lần bắt hụt ông Khế vì nhiều lý do khác nhau. Song cuối cùng, ông Khế dù trải qua hai lần thoát chết trước đó thì lần thứ ba bất quá tam chiều ngày 16 tháng Giêng năm 2024, Nguyễn Công Khế mạc vận đành đưa tay vào cổng, chấm hết một thời huy hoàng và ngạo nghễ. Trước đây, trong giới lãnh đạo cấp cao có sự bất đồng giữa Tổng Trọng và Ba Dũng, mối bất hòa không đội trời chung này đã khiến ông Trọng phải bắt tay với ông Trương Tấn Sang để chống lại Thủ tướng Dũng. Và đây là hình của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Tổng biên tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế khi còn thời Hoàng Kim. Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016, với sự thất bại của Thủ tướng Dũng trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng bí thư, ông Ba Dũng đã trở về làm người tử tế. Khi đó, người ta nghĩ rằng cuộc chiến Ba Tư giữa Tư Sang và Ba Dũng đã rơi vào dĩ vãng, nhất là khi có tin đồn, cựu Thủ tướng Dũng đã có những thỏa thuận ngầm với Tổng Bí Thư Trọng. Đó là lý do vì sao hai con trai ông Ba Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết vẫn tiếp tục thăng tiến. Vào năm 2015, trong loạt bài Ba Tư Đại Chiến của tác giả Trần A Sáng đăng trên trang website DCV Online đã tiết lộ nhiều bí mật. Tác giả A Sáng cho biết bài này không nói về một cuộc chiến tranh nào đó ở xứ Ba Tư mà bàn về những màn đấu đá liên miên giữa hai lãnh đạo nằm trong bộ tứ trụ của Việt Nam, Ba Dũng và Tư Sang. Tác giả đã chỉ rõ vũ khí của Tư Sang, đám báo chí tay sai lệ phải đến giờ phút này đã không còn sử dụng được nữa. Một bộ phận bị lực lượng công an của Ba Dũng khống chế như Tâm Chánh ở Sài Gòn Tiếp Thị, Công Huynh ở Tiền Phong, một bộ phận khác thì lui về với phương sách an toàn là bạn. Tác giả đã phơi bày những màn đấu đá hậu trường của các thế lực tối cao trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đối tượng được lôi kéo vào để phục vụ cho những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các cá nhân và phe phái trong đảng. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra những nhận định về bản chất của những màn đấu đá này, cũng như có hay không sự tác động đến đại cuộc. Và đây là hình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi được đặt ra là, người dân Việt Nam được gì trong các cuộc đấu đá ở thượng tầng, như cuộc đấu trọng lú Ba Dũng hay cuộc chiến Ba Dũng Tư Sang? Theo tác giả, trong các cuộc đấu ấy, bất luận Ba Dũng hay Tư Sang thắng thì chính trị Việt Nam vẫn không vì thế mà tốt lên. Tư Sang có tốt hơn Ba Dũng hay không? Và khi Tư Sang lãnh đạo thì đất nước có tốt hơn hay không? Việt Nam sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc hay sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Về mặt con người, Tư Sang không chắc tốt hơn hay xấu hơn Ba Dũng, nhưng cái cơ chế chính trị này buộc họ phải xấu như nhau. Việc Tư Sang và Ba Dũng kèn cửa, chơi đòn đánh dưới thạch lưng cũng chỉ để triệt hạ lẫn nhau chứ không vì lợi ích quốc gia. Một khi đến lúc cần thỏa hiệp thì họ sẽ lại ngồi vào bàn cùng nhau. Chiếc bánh quyền lực sẽ lại được ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận mới. Nhưng dù bất luận tỷ lệ nào, như nhà thơ Nguyễn Duy từng nói, bên nào thắng thì nhân dân đều bại và người dân luôn không có phận ở đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đấu đá quyền lực lãnh đạo cấp cao để triệt hạ lẫn nhau chứ không vì lợi ích quốc gia. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình pháp luật Việt Nam chỉ nhân văn với lãnh đạo tham nhũng mà bỏ rơi người cùng khổ. Câu chuyện hai vợ chồng ở trà Vinh do túng thiếu đã phải bán đứa con nhỏ của mình và bị tòa án xử phạt tổng cộng 23 năm tù là một chuyện buồn trong những ngày đầu năm mới 2024. Câu chuyện này liên quan đến trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như các tổ chức xã hội. Tại sao họ lại để xảy ra chuyện thương tâm này? Báo Pháp luật thành phố ngày 15 tháng Giêng đưa tin, bán con lấy 18 triệu đồng, cặp vợ chồng ở Trà Vinh lãnh án. Bản tin cho biết, ngày 15 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 19 tuổi, 13 năm tù và Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, 10 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Cả hai cùng ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và đây là hình bán con lấy 18 triệu đồng, cặp vợ chồng ở Trà Vinh lãnh án. Theo đó, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cặp vợ chồng này đã phải bán đứa con gái thứ tư cho một người ở Hà Tĩnh để lấy 18 triệu đồng. Bài báo trên cho hay, cả hai vợ chồng đã lên mạng xã hội đăng tin và liên hệ với ông Nguyễn Hữu Dương, 22 tuổi, cư ngụ tỉnh Hà Tĩnh. Hai vợ chồng Tuấn Nhung đồng ý giao con cho ông Dương chăm sóc. Sau khi thống nhất ngày 4 tháng 12 năm 2022, vợ chồng Tuấn Nhung đã giao con gái cho Dương để nhận số tiền là 18 triệu đồng. Nắm được sự việc, công an Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời phối hợp với công an Bến Tre bắt giữ ông Dương. Tuy nhiên, do ông Dương bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nên công an Trà Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với ông Dương, đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Dương. Dư luận xã hội đặt vấn đề từ trước đến nay đã có bao nhiêu lãnh đạo Việt Nam hùng hồn tuyên bố chính quyền không để người dân nào tụt lại phía sau. Bây giờ những lãnh đạo này đang ở đâu? Công luận cũng đặt câu hỏi, các cơ quan, tổ chức đoàn thể sử dụng tiền ngân sách nhà nước, từ tiền thuế của người dân tồn tại làm gì? Tới mức báo tuổi trẻ phải cảm thán rằng 17 cơ quan bảo vệ trẻ lúc cần vẫn không biết nhờ ai. Và đây là hình của bộ trưởng cựu chủ tịch Hà Nội Trương Ngọc Anh trước tòa án xét xử vụ Việt Á. Nhà giáo Thái Hạo đã đưa ra những phát hiện đáng chú ý. Theo đó, báo công an nhân dân có ghi, họ bàn bạc thống nhất, liên lạc gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ. Báo tuổi trẻ còn viết chi tiết hơn, bàn bạc thống nhất, liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ như vậy họ có ý thức tìm cho con một gia đình có nhu cầu nuôi trẻ thật sự và gia đình ấy phải có đủ điều kiện để chăm lo cho đứa bé rõ ràng nó không vô cảm và tàn ác như tiêu đề một số báo chí đưa tin nghĩa là vợ chồng tuấn nhung không bán con để lấy tiền mà họ muốn tìm cho con một mái ấm mới với hy vọng con của họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn tại sao tòa án tỉnh trà vinh lại kết án nặng nề với hai vợ chồng tuấn nhung khi họ chỉ vì sự túng bần đã buộc phải bán đứa con nhỏ để lấy tiền nuôi ba đứa con lớn cũng như cả gia đình khi họ ở trong tình cảnh túng quẫn mà xã hội không ai chia sẻ và đồng cảm với họ tại sao chính quyền và các đoàn thể ở địa phương ngay từ đầu không ai giáo dục và giúp đỡ cho họ hơn nữa Độ tuổi của cả hai vợ chồng này đều rất trẻ mà đã có đến bốn mặt con. Có thể họ đã tạo hôn là đối tượng cần được xã hội đoàn thể quan tâm giúp đỡ. Khi quyết định bản án nặng nề 13 năm tù với người cha và 10 năm tù với người mẹ, hội đồng xét xử có nghĩ tới việc ai sẽ nuôi bốn đứa con của họ hay không. Trong khi đó, các quan chức lãnh đạo nhà nước tham nhũng tiền muôn bạc vạn thì lại được đối xử nhân văn để giảm nhẹ tội như trường hợp của ông Chu Ngọc Anh là một ví dụ điển hình. Hay những người nghèo vì đông con túng bần nên lỡ chốt dạy là đối tượng không cần được đối xử nhân văn. Tại sao tòa án không cho họ một cơ hội khoan hồng để giáo dục họ những kiến thức về xã hội, về pháp luật cũng như giúp đỡ họ ổn định cuộc sống gia đình để xây dựng một cuộc đời mới? và đây là hình lãnh đạo tối cao của đảng có thấu tình cảnh của dân. Bác sĩ Võ Xuân Sơn trong một tế tệch đăng trên Facebook cá nhân với tiêu đề xung quanh câu chuyện bán con bị xử tù 23 năm cho rằng nếu hội phụ nữ, hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, họ bảo vệ quyền trẻ em và bao nhiêu hội khác có hoạt động thực sự thì cặp vợ chồng kia có dừng lại ở một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt hay không? Nếu các hội hoạt động tốt thì ngay cả khi lỡ có tới 4 đứa con thì họ vẫn có thể nhận được sự trợ giúp, kể cả việc cho con của họ cho những gia đình hiếm muộn để các cháu có được cuộc sống tốt hơn. Quan trọng hơn, câu chuyện này đã cho thấy sự vô trách nhiệm cũng như vai trò của các hội đoàn đang hoạt động bằng tiền ngân sách nhà nước hiện nay. Công luận thấy rằng hầu hết các tổ chức hội đoàn của nhà nước đều hữu danh vô thực bày vẽ ra chỉ để đục khoét ngân sách nhà nước cũng như trở thành một gánh nặng cho xã hội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Pháp luật Việt Nam chỉ nhân văn với lãnh đạo tham nhũng mà bỏ rơi người cùng khổ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới